Hôm nay là ngày Father's Day, thường được dịch qua tiếng Việt Nam là ngày Hiền Phụ. Thay mặt cho Ban Mục vụ, chúng con kính chúc cha và tất cả các người cha trong cộng đoàn một ngày Hiền Phụ thật vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu thương của con cháu và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý Hiền Phụ nhiều sức khỏe và luôn bình an tâm hồn để tiếp tục nuôi dưỡng và giáo dục con cháu trở thành những người tốt lành trước mặt Thiên Chúa và thành công trong xã hội. Happy Father's Day. Tại đây em Ethan sẽ gửi tới quý Hiền Phụ một bài nhạc trong ngày lễ Hiền Phụ. Xin mời em. Xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Trên cuộc đời người cho